sóng hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cờ đồ. Thời gian qua, kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhìn thiên thư còn đó, giặc bao phen khi phía chuồn tâm can, đất nước hoan cường một dải gấm hoa.
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các bà, các mẹ cùng toàn thể chị em, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024, được sự nhất trí đồng tình ủng hộ của chị em, hôm nay Chi hội Phụ nữ chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, những người đóng vai trò làm vợ, làm mẹ. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 luôn là một ngày thiêng liêng như thế, để tất cả chúng ta có thể gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho một nửa thế giới, và là ngày để Chi hội Phụ nữ khu 6 đội Lăng Cũ chúng ta tổ chức liên hoan giao lưu văn nghệ kỷ niệm chúc mừng các chị em phụ nữ. Kính thưa tất cả các bà, các mẹ cùng toàn thể chị em, hôm nay là buổi chào mừng kỷ niệm ngày 8 tháng 3 của Chi hội ta. Rất vinh dự cho chúng ta là cô cấp ủy và ban quân chương trình sẽ dự liên hoan văn nghệ cùng với chị em. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Bá Hoạt đã đôi lời phát biểu với chị em phụ nữ chúng ta, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Kính thưa các bà, các mẹ, các chị và các em, ngày mai là ngày 8 tháng 3, hôm nay được các bà, các mẹ, các chị và các em có mời cấp ủy quân dân chính khu 6 đến dự, thì thay mặt cho cấp ủy và quân dân chính khu 6 xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới các bà, các mẹ, các chị và các em, và chúc cho các bà, các chị, các mẹ, các em luôn luôn trẻ, khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bà, các mẹ, các chị. Rất là vinh dự và cảm ơn lời phát biểu của các ủy Đoàn Bá Hoạt, và xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm 2024 của Chi hội Phụ nữ tổ 1 đội Lăng Cũ, thay mặt cho đội văn nghệ, tôi xin gửi tới tất cả các quý vị đại biểu khách quý cùng các bà, các mẹ, các chị, các em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 là dịp tôn vinh, tri ân đến những đóng góp to lớn và quan trọng của phái đẹp đối với đời sống cũng như phát triển của xã hội. 8 chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, là sự đúc kết sâu sắc truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Không những giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà chị em chúng ta hát cũng hay, múa cũng dẻo. Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức liên hoan văn nghệ để chị em thể hiện những lời ca, tiếng hát, những điệu múa của mình. Sau đây, chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là bài múa dân vũ ca ngợi phụ nữ Việt Nam với chị em trong đội văn nghệ của khu ta trình bày. Chào tặng người trung hậu đảm đang cưới xuống
buổi liên hoan văn nghệ hôm nay một bài thơ với giọng trầm ấm của mình, đó là bài ca ngợi phụ nữ Việt Nam. Hôm nay tôi xin tặng hội nghị một bài thơ hát mừng phụ nữ đội năm. Hôm nay mùng 8 tháng 3 ngày hội phụ nữ, chúng ta kết đoàn năm châu quận biển ngập tràn lời hát, cờ hoa mở hội chứa chan tình đời, bình quyền nam nữ kết lời chung vui hạnh phúc đất trời tự do, hòa bình cơm áo ấm no đại đồng thế giới giấc mơ hùng cường, Việt Nam non nước nghiệp trường xứng danh bà triệu bà trưng thở nào, tự hào khúc hát bay cao trai tài gái đảm bác trao bảng vàng, non sông ngấm vóc huy hoàng có công phụ nữ chúng ta góp phần, chị em thứ sáu đội năm, em thứ sáu đội năm thị trấn Gia Lộc chuyên cần sớm hôm việc nhà việc nước lo toan, công dung ngôn hạnh hoa thơm nước đời sẽ đạt. Mời toàn thể các chị, các bà, các chị, các em nghe một giọng ca vàng của đội văn nghệ chúng ta. Chị Hồng Nhung sẽ đến với chương trình bài Mời Chầu. Xin mời chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho ngàn ly xa vẫn nhớ quê hương, nghĩa tình son sắt với người nghỉ thân, với ân tình luôn cháy trong tim mình. Dù xa vạn dặm cũng không đâu sánh bằng quê.
không phải cậy lái đò. Nếu các em có vội thì cứ dò đội sang. Này các anh ơi, sao đò đầy thì đò phải sang sông, đến riêng em thì em phải lấy gần chứ. Cứ cắm vào đất đời, biết ngày nào trong mà chơi. Với em thắm má hồng, nếu chưa có chồng, anh bắt cành hồng anh rước các em sang. Với cô yếm thắm má hồng, nếu chưa có chồng, anh sắm lê tơ hồng anh rước em về rước luôn. Em ơi, dạng hỏi như thế thì ai mà dám cả. Ấy ấy, đùa một tí cho vui, chứ đấy với đây lòng này đã tỏ. Lối đi về quen ngõ quen đường, câu ước câu thề lời nhớ lời thương. Xin hẹn đến đêm trăng hát hồ, bên ấy đã hẹn thì bên này xin đợi. Bây giờ chị em chúng em phải xuống bến sang đò, kèo lỡ buổi đò chưa. Anh em chúng tôi xin rước nhịp đò đưa, để đưa chị em bên ấy qua sông sang bến chờ. Nào anh em mình đi thôi, đi thôi. Thank you.
vẳng nghe chim khiếu đang véo vo trên cành. Châu đồng lá rừng chim oanh gọi bàn nhạc trông lên cánh nhạn chập chờn cuộc kêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dày súng bom, từng con số, từng câu hát đã trả lời cho cây lúa Việt Nam. Chát mặn đắng cay thành câu ca dao dù đời. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trông mong, dù lời thân cò quáng vắng đâu rồi những ngày hoang sơ. Tiến cùng với người ở lại, hạc theo trăng đến cung mây. Dù gì giữa cõi thinh không, dù gì thêm nỗi trông mong, dù đằng sâu vào nỗi nhớ, quê nghèo đâu nở như vôi, duyên tình đất trời không cạn, để ca dao mãi cùng người. Dâm trong ruộng bờ không hề làm đau cây lúa. Xong... Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác này đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ. Thank you.
thắng.